động anh hùng, chấn động anh hùng. Vừa đến cá viên chiên Vũ Thu Phương ghé tiệm phở Giả Lan. Trời ơi, đến ăn phở. cái gì em chưa tới đây là em đã la làng la số rồi. Anh nghe đồn là em mang cái gì chiên tới chỗ anh ăn phải không? Anh đâu có chấp nhận điều đó. Em ăn cơm là quán phở ăn. Mọi người ơi, hôm nay giờ phở Gia Lan chào đón Vedet Vũ Thu Phương, cá viên chiên. Tên tên. Em phở đó, cái này anh cảnh báo trước luôn đó là nó hơi nóng một xíu. Em phải make thêm gốc nữa. Make thêm gốc. Nói chung mà để ăn đi cho vui. Nhưng mà vô trong tham quan đi. Ê. Em quay YouTube cái nhà chào đón. À quay đi, quay đi. Ok ok. Xin chào đón. Sơn Kha Lai. Có biết tên nhưng mà không đọc được. Đúng không? Sơn Kha Lai. Sơn Kha Lai, người mẫu nha, siêu mẫu, siêu mẫu. Hình ổn nha. Kiểu hình ổn đâu rồi. Hình ổn. Hình ổn đâu, hình ổn luôn. Hình ổn đâu chị? Hình ổn đâu. Quả chị da đó nha, là đầu cao mặt. Nói tùm lum tùm la, đi ra đi. Không biết nói gì luôn á, tại vì á giờ chỉ Vedet Vũ Thu Phương tới đây là chỉ biết cười thôi chứ không biết nói gì hơn hết á. Lời đầu tiên cho phép. Anh tính gả em cho cái anh này. Anh này đang chấn động. Vũ vô, vũ vô. Đây, ở đây có ba người. Ông tính hả, tính giờ bỏ qua phở đi. Đó. Lấy cái này vô. Đó mấy cô hôm nay là sẽ đến cái tiệc của mình là quậy tất bình luôn. Chấn động, đi cách quá. Lời nói đầu tiên cho phép Vũ Thu Phương xin chào tất cả mọi người. Đi vì sao dữ vậy? Vậy luôn hả? Ôi, được cái gì? Em ơi, được cái gì? Làm gì? Buồn lắm luôn á. Anh đâu có làm lỗi gì em đâu. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Vũ Thu Phương xin chào tất cả quý vị. Thì bây giờ mấy đứa con đã đau bụng rồi thì bây giờ mẹ sẽ dẫn tụi con đi ăn. Ủa mẹ ơi, mẹ dẫn đi ăn hay là đi ăn? Đi ăn. Ủa con lại con kêu Dũng đi Halloween là cái gì? Đó đâu trời ơi, đi ăn mà trời, nó cũng không. Đi ăn. Bây giờ tụi con ngán cơm mà đúng không? Bây giờ mẹ sẽ dẫn tụi con đi ăn phở. Mẹ nghe nói là quán phở này của một anh ca sĩ. Gợi ý như sao? Anh đó có chữ giờ. Dạ, bây giờ là tụi con ủng hộ phở luôn, mẹ. Vô đang phở hay làm gái? Ủa mẹ, có nè. Ủa
không có được nói tầm bậy tầm bạ cô này. Bây giờ vậy? Đấy là không thấy hai người lắm mẹ ơi. Cái tay nào? Cái tay này. Hư. Bẻ dặn tôi bao nhiêu lần rồi. Đi vô quán xá là không có bóc cái gì của người ta. Không có bóc đâu. Ăn cái gì đây? Đi vô đây. Còn không nói làm cái gì đây? Mày nhớ rồi, massage. Không, đi vô. Đi vô đây. Đi vô bàn ăn gỗ nha. Đó, bây giờ là tụi em sẽ vào quán phở của mẹ và anh Quách Tuấn Du với tất cả các anh để mà kêu ủng hộ. Đây, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian, địa chỉ rõ ràng. Đó, đó có địa chỉ rõ ràng cho cả nhà nha. Nước thì gồm có trà đá nè, xăm nhà nấu, nước suối nè, trà ô long xì tin nè, coke nè, Asibri nè, Wanamaha. Gì vậy? Kỳ vậy? Quên, mẹ lộn tiếng Anh. Gọi tới phở đi mẹ. Phở gì vậy? Phở gì vậy? Phở đi anh nha. À, phở tái nạn. Phở ra, phở dầu dinh, phở bò viên. Ghê quá, cái mặt này ghê quá. Con nhỏ này chưa có ăn mà đưa cái miệng ra. Con không có được đưa cái miệng ra hứng phở. Thôi bây giờ. Bây giờ ngồi. Đó. Bây giờ ngồi. Đây ai cũng đẹp hết chị. Đúng rồi đó, thiệt đó. Không, bây giờ tụi con cứ ăn phở đi, ăn phở xong rồi bắt đầu ăn tráng miệng. Mẹ có con clip của con hoài luôn nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Lấy xong đây mẹ đeo giảm rất nhiều đó, con hiểu rồi. Trời ơi, lên giá đó tôi làm sao tôi đừng chết. Lên giảm mẹ, được, tôi thích tiếng mẹ đó mẹ. Ơi, mấy thích cái gì mẹ nặng vậy? Mẹ, mấy giảm. Mẹ ơi, cái nào đây mẹ? Chị, con hết bộ xi men. Con hết bộ xi men. Cái mặt con giống cục xi dơn, con hết bộ xi men. À mà con biết em thích anh này. Có lấy mẹ đứng lên. Đây là mẹ ruột của Giả Thanh Vũ. Trời ơi. Trời ơi mẹ. Dạ bây giờ mày chọn con dâu của mẹ. Ai là con dâu của mẹ? Mẹ con gái thiệt mẹ. Ở đây cũng gái thiệt đó má. Con nhỏ này nó thiệt là con gái nè. Đúng rồi, người ta nói sao? Con gấu có gai là cái gì? Con nấu có gai là con gái. Đúng rồi. Chính xác. Thôi bây giờ mẹ làm cho con 4 tô phở cho mẹ. Dạ. Cho 4 tụi con ăn, mẹ lấy ra phần con gái ăn thôi nha. Để tụi con ăn, tụi con nêm nếm thử coi cái mùi vị của quán phở ra Giả Lan của mẹ thôi sao. Chị, bây giờ biết sao không? Mấy anh này nói là gì nè. Trong năm đứa mình ai mà ăn hết trước là sẽ được lấy làm đứa đầu. Ủa? Nhỏ này nó nè, ấy là em ăn gì? Em ăn gì? Ăn thì cứ ăn cái gì để biết để đâu ra ngồi chơi thôi hả? Ủa hai đứa bị khùng hả? Nói chuyện với cái vỏ hả? Không, bé này nè. Có 4 người đi. Mọi thứ chút chút đi cho. Dạ ok mẹ, mẹ làm ít bánh đi nha. Mẹ ơi, anh đừng có anh đụng gì. Mẹ ăn luôn nha. Không, bây giờ mẹ đụng đi, bây giờ em đụng anh này vô em ăn anh này trước rồi qua ăn. Ủa không đã, không, con phải ăn phở chứ không mới ăn tráng miệng rồi mới ăn ảnh. Phở luôn đây còn cái phòng riêng ở trong nữa. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái phòng riêng. Vậy là một con bánh bánh là còn ba con anh nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có anh rồi, chút bánh luôn. Dạ ok mẹ. Con thử thách nha mẹ. Đó, mẹ cho anh Vũ làm cái tô cho con nha mẹ. Anh làm. Nhớ rồi. Anh Vũ làm như chị. Nhớ dụ anh vô chồng nha. Ê. Con này bắt rồi. Giữ sĩ vượt ơi. Tự nhiên ăn phở chứ kêu tự nhiên ăn lên anh trụng anh vô trọng. Kỳ quá. Trụng ảnh đợi hồi ảnh soi rồi sao ăn ảnh được. Ăn nấu xà lơ. Anh sẽ để anh đi ảnh xong. Ôi trời ơi. Tức tắm rồi đến tập. Nếu tập đầy vô. Happy birthday vô vô. Happy birthday everybody. Happy birthday vô vô. Ở đoàn phí. Sinh nhật ai? Sinh nhật ai? Sinh nhật ai? Sinh nhật anh Du, hôm nay sinh nhật của Quách Tuấn Du. Dạ đúng rồi, nhưng mà còn trong tháng 10 là còn sinh nhật anh Du. Dạ sinh nhật anh Du, em không biết gì tặng anh sẽ tặng anh cái vỏ. Trời ơi. Cái này của ai? Của trời, mày đâu có biết đâu. Thu nước xăm đi. Ủa chị ơi, hồi nãy chị chưa uống nước xăm mà đem có 3 chai à. Ủa là chai này bị lủng. Trời ơi, mắc cỡ, dễ sợ luôn quá trời ơi, trời ơi. Ủa, đứa con gái đi mà mày coi kìa. Trời ơi, nhìn thấy nước xăm nó mắc cỡ, dễ sợ. Đó rồi, người ta giờ cho người ta đổi thường cho nước xăm bị lủng. Ủa, cái gì mà uống lẹ, dễ sợ, 1 phút 30 giây anh Dung coi kìa anh Dung. Không thể ngờ, thì có khi 1 phút 30 giây đi, chương trình xóa nợ đó. Tại người đẹp nên nên tặng thêm chai nước xăm. Đi phân coi chừng mắc cỡ đó mọi người. Uống từ từ, điềm đạm em ơi. Chị chỉ bao nhiêu lần mà lót vô cái tỉ đá mình uống theo kiểu hoa hậu nè. Biết ghen hoa hậu uống sao? Rót vô ly. Rồi anh Dung, mời anh Dung nè. Dạ. Đúng rồi, em uống. Đúng rồi. Ê, con này. Uống nước sao? À, trời ơi. Thôi rồi. Trời ơi, đến ăn có phở rồi, anh bắt đứng vô phục vụ nữa hả? Trời ơi, mày giống Nguyễn Thị Mẹ quá ha. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi. Nghe nè, bây giờ đổi món đi má, uống cái này đi. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, không. Bây giờ uống nó xâm lạ rồi, bây giờ tôi uống tương ớt với tương đỏ đi. Nó làm thiệt cái má ơi, thôi bà nội. Nó cỡ vậy ăn phở mà quá trời, mà có nhét gì trong vỏ không vậy? Không. Có nhét cái gì không vậy? Thấy rồi. Nè, thấy không? Thôi rồi á. Ăn hết tôi rồi á. Đỏ xà lơ. Mời cả nhà uống nước xăm nhà nấu nha. 2, 3. Vô.
đâu khách vô. Vô đây nè anh chị ơi. Hôm nay là có chương trình văn nghệ 1 phút 30 giây nè chị ơi. Hôm nay anh sẽ tiễn vợ. Thì ở đây có 4 cái nàng dâu. Hết rồi. Cái luật là anh là người đầu tiên. Anh để 4 tô phở. Ai ăn hết. Thì ai ăn mà không còn nước lèo trên bàn anh sẽ tiễn. Còn nếu mà 4 người ăn hết thì tiễn được 4 người. Em chịu nổi. Này của em ít bánh. Cái muỗng dưới chị cho bắt. Áo ơi từ từ. Ok ok cảm ơn em. Dễ buồn quá. Cán dễ sợ. Ủa đây nhậu của mình vậy ta. Cái này ăn thử nêm nếm rồi đừng có dột dột vô họng nha. Ăn cái này mình nêm nếm vô phở ra giả la hay sao. Ừ. Đây một nàng dâu thứ hai. Đỏ nàng dâu thứ hai. Chị ơi chị à, chị ơi bị bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Mẹ nhìn lên kìa anh nè, hồi trăm bây giờ anh xuống đầu mày nè. Anh ơi cái tô em là bà bầu viên nha. Cái gì? Dạ. À không biết ăn bầu viên hả? Dễ thương ha, không biết ăn bầu viên hèn gì. Nói chuyện dễ thương nha, có duyên nha. Dạ mời gia đình mình ăn tô phở đi cả nhà ơi. Trăm bây giờ đi vô tô phở này cả nhà. Trời ơi quá trời luôn nè. Kìa nè. À, chị anh chưa đến giờ mà chị đâu có quyền ăn trước. Chị đâu có ăn đâu. Ủa xin lén tôi. Ý con này con nhắn đầu mình thôi à. Thử. À, thử hả? Vừa ăn. Vừa ăn chưa? Vừa đem chưa? Nước dùng mạnh đà. Bỏ bây giờ nên nước nên nước lèo trước nè cả nhà. Bên đây là một ngàn dâu mấy ba con viên. Ôi. Chết rồi ăn phở đây được chai đẹp phục vụ. Thì ra bên đây là chơi chiêu. Không ăn viên. Giá gì vậy? Giá trụng không? Giá trụng. Dạ giá trụng. Ăn được chưa? Bắt đầu. Ngon quá không? Không này mình đi nếm em từ từ. Kinh đổi lắm hả Lai? Có đâu. Hay sao? Ở nhà không ăn cơm hả? Từ từ mình ăn. Ăn cái gì mà gấp rút quá. Nhẹ nhàng. Dịu nha. Nước lèo dịu. Nói nghe nè, tôi cứ ăn bình thường đi. Hiểu không? Không ai lấy gừng để cho ông lấy gừng chờ. Thôi thôi được rồi, mày đừng có lấy tao. Chỗ lần đầu tiên ăn quán phở mà vui tới vậy là thật sự luôn quá mọi người. Thường thường là tụi em ăn là tụi em có giỡn lắm, nhưng mà vô quán này nhiều chai đẹp quá tụi em bị gối. Trời ơi trời. Em muốn vô một cái em tưởng đâu là hot boy không hả? Thiệt có hẹn. Năm chạy chai em tưởng đâu là cái gì? Năm em sinh nhân. Ngự là ngự binh quân á. À ngự binh quân á hả? Được vậy em lấy cho anh. Được không ạ? Dạ. À em nhớ. Em nhớ bữa em tiếp anh này ở bên đường núi lửa nè. Cái gì đó? Ờ. Nói tầm bậy mà bán nó dữ bệnh. Mày nói bậy bạ, mày nói cho đúng nha. Tiếp em bán đồ cho anh nó bệnh. À. Nó bán đồ sida. Bán đồ xeo quá mà đâu có ai mua đâu rồi cái bán họ bán tháo bán lỗ. Mày nói mày bán phân. Ờ rồi. Rồi. Nước chấm nè cả nhà nha. Ở đây phở quan trọng là nước chấm. Ở nhà làm luôn ha anh. Trời ơi chết rồi. Chịu gì nổi chưa? Đó bây giờ cả nhà ăn là cả nhà giống như em nè cả nhà. Em là ăn là thêm một miếng nước chấm sẽ ba chế vào phở. Đó, ai mà ăn giá trụng thì kêu mẹ trụng giá trụng, hoặc ai ăn giá sống thì kêu mẹ khỏi trụng. Dạ. Còn nếu mà ai ăn giao giá hay đậu hành đó cứ nói mẹ. Mấy em có ăn giá không? Dạ không. Rồi, em dạ. Chị nghĩ em nên đừng ăn giá, biết em ăn gì không? Ăn gì ăn năng sám hối. Chừng biết chừng ăn gì không? Gì ăn quả với dễ trồng cây. Chừng biết ăn gì không? Không, ăn cháo, ăn cháo đừng có đá bát. Ăn đừng có bát đi cưng. Đúng rồi đó. Dễ thương nên biết ăn sao không? Dạ, ăn mình nế này mà bút vô đâu? Đúng rồi, không có đúng vô lỗ mũi nha ha. Đúng vô lỗ mũi là giống như mẹ nè. Lỗ mũi mình nó sẽ nở nha. Đúng rồi, đó. Rồi bắt đầu làm khẩu lệnh nè. Chúng con kính mời cô cà các anh cùng dùng phở. Nói chung với mẹ hoài nhiệt chưa? Em thấy chị tưởng đâu có đi học đâu. Em tưởng đâu chị... Bây giờ mình quay lại quay chị ơi, em tưởng đâu chị cúng ngày 16, 17. Em nhỏ là con giả vô mặt mình, mày nói cùng mối điên. Con đầu tiên nhớ bên đầu rồi bây giờ. Chị nói mời cô phòng cắt. Thôi thôi bây giờ ơi con này. Con này không có được nói chuyện với ăn bầu viên nhiều vô. Hồi nhỏ ai móc miếng vậy? Thôi chị kêu anh Du đi. Anh Du đi nè mẹ một hai bàn. Thôi đừng ăn đũa. Ăn cái này mình phải cảnh giới. Không bấm giờ đi. Nè ơi tao đếm nè. 1, 2, 3 vô. Xong. Cảm ơn anh. Thấy gì anh Giang không? Anh Giang đâu có chơi. Này con cá, đồ của chị nè. Nói chứ từ từ ăn thôi anh, đâu có gì là mình ăn mình sẽ cảm nhận. Ủng hộ tiệm phở mình á mà tán cắt. Thì sau này mình sẽ mở một cho mấy chị ăn trước không? Cho đi. Wow. Để làm giấy tờ mời mấy cô này đi qua bên. Biết. Wow. Trời ơi, đúng rồi. Cả nhà ủng hộ cho tôi đi nước ngoài cả nhà ơi, cái gì em? Trời ơi, qua nước ngoài tụi em sẽ cái thứ nhất là thử bức vỡ bên Cali nè, cái thứ hai là tụi em sẽ trở thành con gái. Có bệnh gì chuyển giới? Ủa bên đó là phải Thái Lan. Ủa có không? Không ý là mình bên Cali. À bên Cali hả? Thôi thì mình ăn phở xong mình qua mình chuyển giới. Đây là mình chuyển giới xong mình ăn phở. Ủa anh đẹp trai quá vậy? Ủa anh Vũ ơi, giống ai hồi trẻ mà đàn trai biết không anh? Đèo, anh do đi Chí Nguyễn. Trời ơi, cái giống nè. Bây giờ ơi.
Bố đang đang thi mà. Trời ơi chết rồi. Đào lên du tuyển năm tôi là tổng xuất sắc. Thì không có trời là trời chết rồi. Tôi diễn đi diễn chung mấy lần là không muốn chết luôn. Có không? Rồi đó. Vậy là mai mốt anh Du đề sẽ chừa một kinh cho em đó nha, nói trước đó. Nói chứ là mời anh Du ăn nghe. Mời mấy anh ăn. Ok anh Du. Sẽ hiểu được lý do tại sao mời tới. Dạ dạ dạ. Đó. Đó mời cả nhà, những anh chị em, bạn bè mình đang coi kênh YouTube của tôi, Cô Gái Đi Chiên. Với lại kênh của anh Du, với lại kênh của anh tất cả các anh đó. Thì cả nhà nhớ like và subscribe đăng ký nha cả nhà nha. Tại vì sao? Cá sống là nhờ núi, còn tụi em sống là nhờ tình yêu thương của tất cả mọi người. Cho nên cả nhà hãy like và subscribe đăng ký để giúp cho tụi em có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà phục vụ tiếng cười cho mọi người. Dạ bây giờ tụi em sẽ thưởng thức phở bên nhà chồng của tụi em nha cả nhà. Nhà chồng. Đó, trước khi ăn là cả nhà sẽ ăn giống như em nè cả nhà ơi. Mình sẽ múc một miếng phở lên, mình sẽ đổ một miếng cá. Ơi cái gì vậy? Ôi hết hồn. Bây giờ mọi lắm sẽ ăn từng cái hộ viên cho mọi người nha. Chấm như cái chấm mình, anh Thanh Du tự làm luôn. Ngon nghe không? Ừ, nước chấm nó khác luôn nha mẹ. Phở ngon nha. Đó. Wow. Dạ. Hello. Dạ. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Dạ 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 anh dạ. Dạ. Cảm ơn Huy nha. Cảm ơn Du. Đây có mấy chị hồ sơ bên đó cũng có làm việc từ trước mặt. Tết. Dạ đúng rồi. Dạ. Tụi em biết làm nhiều lắm anh. Tụi em biết xuyết nè, tụi em biết hát ô tô nè, tụi em biết ca nhạc nè, con nhỏ này biết nghe những chai. Đập cái chai lên đập. Ủa nó ăn đẹp luôn. Ừ. Ai mà đổi cái xe lên trên đầu lại đó. Dạ. Cô hát hả? Cô hát. Dạ bạn hát vậy anh. Có lửa được không? Ừ. Ăn là phải gì nó mát khỏe. Cảm ơn anh. Dữ luôn quá. Nó hơi đồ giúp anh gọi nó không có hiểm á. Nói chứ còn phở ngon nha cả nhà nha. Tại vì mình đi ăn đó là mình phải nêm nếm. Tại vì phở ở đây với lại phở nó tất cả chỗ khác. Ở đây đặc biệt là nước chanh. Rồi mấy lắm. Biết giống ai không? Mình giống ai nói đi. Cái gì á? Út ơi Út đang làm gì đó? Đi xa luôn. Đó Út đi xa luôn. Đi xa luôn. Ngon rất đắt nha. Bao nhiêu là tóc dài quá. Bao nhiêu ngon luôn nè. Ừ. Dạ. Không tại vì vợ rất là dễ ăn luôn Du ơi, ai cũng ăn được hết. Bây giờ em mong là cái vợ là sẽ có đủ hết 12 luôn. Đây là mình đã được cơ vậy đó. Dạ ok. Em sẽ mời cái mời nhóm mình á. Nếu một ngày đi quận đi vòng hết xong mới quay về điểm đầu đi vòng hết luôn. Dạ đúng rồi. Lại xuyên suốt 1 năm luôn đó. Trời ơi. Anh Huy phục vụ luôn. Trời ơi là trời, con này chơi nhảy mặn quá vậy. Ôi trời ơi, nó tập riêng mà anh. Tụi em giỡn vậy thôi chứ muốn năm tụi em đi lấy vợ. Ủa phải không? Cái mà lấy vợ, ai lấy vợ, tôi muốn lấy vợ. Thôi tôi muốn lấy vợ. Cái mà như ông này lấy vợ nè. Phải không? Anh nói đang có cho bé này lấy vợ. Ông mày sắp được lấy vợ nè. Ông mày được ảo tưởng luôn. Phải chứ ông mày được biến lại bây giờ ông già Noel tại vì ông có râu. Bị tới ngày Noel. Ờ chứ bị tới Noel nè. Không mấy cái vợ đây ngon nha. Không cả nhà, em nghĩ là cả nhà nên đến ăn thử cả nhà ơi. Không ngon mà để cho hưởng rất là gì trời. Thôi được rồi ăn uống đi, không có đánh lộn nè. Cái chị em. Tốn thôi. Ngon quá. Ừ. Đó thì không biết chuẩn bị lấy ăn. Đó tái nhiên đừng làm với ok nha cả nhà nha. Vừa à, không có bự cũng không có nhỏ, vừa ăn. Em bị vậy. Ừ. Ngon quá. Vậy đó anh mà hưởng hết tới thua hoài à. Chắc do bữa nay có chai chứ. Trời ơi, nhất luôn đây. Nhảy nhất luôn rồi, vỗ tay. Lên nhạc giải đi. Thầy trai đứng tâm tôi mở. Tâm à, để mà được em chọn anh nấu vàng đó. Đây nè, 200 mấy chục người xem rồi, nãy giờ là xuống xa xuống xuống 500. Nhảy nhất là nhận được anh áo đen đó. Ở đây của em, ở đây của em mà. Em muốn áo vàng được không? Được, áo này cũng được. Áo vàng cũng được. Áo vàng kìa, áo vàng kìa. Áo chưa cũng thấy không? Mọi người được hết đi luôn. Áo vàng kìa. Áo vàng kìa. Áo vàng kìa. Áo vàng kìa.
Bao nhiêu áo vàng mà hết luôn. Áo vàng là nó đẹp quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lấy đồ cái bếp mà. No quá, ngon nữa. Không, bỏ lên xuống sắt luôn cả nhà. Bỏ đi. Gân là vừa để trong miệng là tàn thấy cái là nó tan làm như lửa câu câu này tan má. Mềm ngon. Em thêm trứng gà không? Dạ. Dạ thôi được anh lấy em trứng thôi. Dạ. Ủa sao vậy? Ủa là có ăn không? Ủa là có ăn. Ăn ngon rồi chứ ăn ở má không tao thiệt mà. Không thì em ăn. Ồ em ăn nha. Ừ. Ăn đàng hoàng nha. Trứng gà đi cô. Dạ lấy con trứng rồi má. Chị ăn không? Em bị ăn hai trứng. Em ít ăn lắm. Mới đi tập quân thái về đó mọi người. Trời ơi trời. Mới hay vậy. Nó ở Nhu mà. Ồ đúng rồi nãy anh Nhu có gọi em quên nữa. Ủa hồi nãy hả anh kia anh quýnh em quá trời luôn. Ủa quýnh qua quýnh lại quýnh qua quýnh lại chị Phương quýnh quá trời văng xuống xuống đài luôn. Rồi quýnh vô. Rồi mới đi quay thái về bởi vì ta nó vô ăn quá vậy. Đúng rồi. Không anh ơi ngon anh. Thỏ ngon. Con cảm ơn mẹ. Dạ đúng rồi đó anh. Em lúc nào cũng thật hết. Xuất sắc. Đó, Quang Thượng tới. Anh Quang Thượng chưa? Quang Thượng đi Quang Thượng. Không biết xin bình an Quang Thượng. Rồi, em kiếm Quang Thượng luôn. Thấy Quang Thượng bữa nay đang ngồi với các phi tầm kìa. Đâu có. À, chị là Dung Mama. Chị là Cao Quý Phi. Chọn đi, chọn phi tầm tối nay đi. Chị là Hoàng Hậu. Chọn hả? Chọn, không chọn anh á. Quang Thượng, Quang Thượng. Chọn. Quang Thượng chọn. Ôi không có xứng nha. Đúng. Không giờ ông chịu đi với ông gì cháu. Tao thấy mày với ảnh giống nhau lắm nha, cái lỗ mũi á. Đúng không chị nhìn ngang thôi, cao lắm. Má bên đây là nước suối má, bên đây nước sông. Má giờ làm sao vậy má? Em nhìn nó tưởng đâu là nước gì quá không? Chị biết nước gì không? Sông. Trời ơi trời. Nước mắm á. Ôi trời ơi. Con này không có được nói vậy. Nước mắm không có giá gì. Thấy chưa? Trả lời đi. Cái giá hay không? Thôi chứ hôm nay được cảm nhận thôi, quán phở rồi mẹ với lại ông Du với lại ơi. Sao đâu vậy? Sao mà hả bạn? Trời ơi, cứ ở lại đi. Trời chụp hình với người ta trước luôn kìa. Đâu đưa cái coi. Sao bà hả coi, bạn? Coi, thử coi. Ừ, sao mày ngang quá vậy? Lâu rồi, đúng không ạ? Thôi bây giờ là mấy đứa này chơi đi nha, mấy đứa này chơi đi nha. Chị đi với lại camera vô phỏng vấn với mẹ. Mẹ ơi cho con vô đây với mẹ nha. Dạ bây giờ là em sẽ dẫn mọi người vô tham quan quán phở của mẹ chồng em. Là ở đây phở là gồm có gì mẹ? Bào viên nè. Tái nào bào viên cơm nè. Dạ bào viên nè, gương nè, tái nè, nạm nè. Rồi thịt bò với lại đầy đủ các loại hết. Cho nên những anh chị em bạn bè nào mình muốn ăn phở tái viên hay là tái gương hay là nạm gương hay là thập cẩm đó, cả nhà cứ lại kêu mẹ. Dạ cả nhà muốn ăn phở nào cũng có nha cả nhà nha. Dạ ai mà ngán cơm bị thèm phở thì ghé tiệm em đó, tiệm má chồng em vui vẻ không quạo luôn. Thì dự định là mong là cả nhà thương yêu đó, cả nhà ủng hộ quán phở Giả Lan để giúp cho mẹ em có động lực để mà mở thêm nhiều chi nhánh nữa, giúp cho anh Du nè, cũng như là anh Huy nè, cũng như là anh Vũ, giúp cho ba anh trai của em để mà có động lực mở thêm nhiều chi nhánh nữa, để và tất cả các anh có động lực để mà mở sang bên nước ngoài, bên Cali nữa nha cả nhà. Mày nha đi bệnh đó mẹ. Mẹ phải dẫn luôn đi. Yeah. Đúng rồi, cảm ơn mẹ nhiều nha. Mẹ dạ ở đây mình hoạt động là từ mấy giờ tới mấy giờ mẹ? Mấy giờ con? Mấy giờ? 6 giờ sáng tới 11 giờ tối. Wow, 6 giờ sáng tới 11 giờ tối nha cả nhà nha. Nói chung là còn khách là quán còn bán. Cho nên rất là mong anh chị, cô dì, chú bác mình có chạy ngang đường Lê Đại Hành đó. Dạ mình dòm phía bên tay phải giùm em. Dạ có quán phở Giả Lan đó cả nhà, tấp vô ở địa chỉ là 209 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Đó, đọc lại một lần nữa nè. 209 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Yeah, phở Giả Lan nha cả nhà nha. Bên anh Du có cái cách đọc khác bên mẹ nha. Ủa không? Đã hơn mình luôn á. Đúng rồi. Ta đọc là tăng tăng. Điểm nhấn. Đấy đúng rồi. Bên anh Du là điểm nhấn. Nói chứ cảm ơn mẹ nha. Khách vô. Rồi vô đây anh chị ơi. Đó thì từ 6 giờ sáng là đã mở cửa rồi nha cả nhà nha. 6 giờ sáng tới 11 giờ tối. Cho nên rất là mong anh chị mình đi ra đập giỏ nè, hay là mình tập thể dục nè, hay là mình đi ăn sáng đó, mình có thể ghé để mà ủng hộ mẹ, ủng hộ anh Du, ủng hộ anh Huy với lại ủng hộ anh Vũ. Dạ, lần đầu em hơi bỡ ngỡ, giật nhanh thôi. Đúng rồi đó, anh Vũ, anh nhớ rồi luôn, anh Vũ. Nè cả nhà, đó cả nhà quay ba tô phở, bốn tô phở đi cả nhà. Trời. Tay cũng hết đó, ngon lắm cả nhà ơi. Em thấy không có hết. Nên cả nhà ăn là. Anh nói là ăn nước. Thì bây giờ thì ăn hết nước rồi, bây giờ chút nữa cưng được thị tẩm mảnh. Đúng rồi. Đúng rồi, hên xuyên. Thì bây giờ coi như kẹo này em thắng đi. Ok, trả tiền đi em. Đúng rồi, em ăn là em phải khao mọi người. Bây giờ em đã được ảnh rồi. Bây giờ em có biết em Vũ không? Rồi á.
Bây giờ em muốn lấy anh Vũ không? Lấy chị lấy. Rồi vậy là chị lấy. Rồi lấy chị lấy anh Vũ. Em biết em lấy ai không? Lấy ai? Lấy Bèo. Ý, thì chị làm gì vậy đó? Nói chứ ủa, nó nghe là biết lựa rồi, anh nó biết giống ai hồi xưa không? Anh Johnny Chí Nguyễn. Trời ơi, sao em định nói luôn? Gu em là Johnny Chí Nguyễn. Gu đẹp trai, vỏ này kia nọ nhưng mà ảnh đẹp. Ý là giống như là nó thích tới vậy à, đó. Nó đổi. Cái gu ở luôn là màu vàng. Đổi luôn. Cái gu mà chơi qua đường là... Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, quá trời vui quá trời rồi. Dạ đúng rồi, đó là chứ mọi người ơi, mấy anh em này ai cũng vui ở cả nhà. Tại vì khi mà một cái clip đăng lên đó, muốn mang tinh thần là giải trí nè, truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Tới những anh chị em, bạn bè, mình một ngày mình đi làm mệt mỏi hay là mình đi diễn gì mệt mỏi đó, mình coi clip, mình xả stress. Thì trong cái clip quay có gì sơ sót mọi người nhớ bỏ qua cho em nha. Đó thì bây giờ em xin hỏi anh Du là, từ anh Du ơi, mấy nay anh có đi diễn không mà sao anh tập trung ở quán phở nhiều quá vậy anh Du? Đối với anh đó, bây giờ hiện tại cái thời điểm này á, ngoài cái việc ca hát thì anh chỉ tập trung ở đây chơi với anh em và chăm sóc những khách hàng của mình thôi. À, thực ra ca hát đã hơn 20 năm rồi thì cũng là một cái sự động lực từ phía chủ. Chủ có ước mơ mở một tiệm phở để cho mẹ mình có một cái cơ sở như là để mà tập trung với nhau. Chứ giờ mẹ hồi trước là mẹ đi làm cái việc khác nhưng mà mẹ đi làm suốt 30 năm rồi. Và lúc đó Vũ mới có 2 tuổi là mẹ đã bỏ Vũ đi làm rồi. Cho nên anh nghĩ là cái đây là cái câu chuyện rất là kiểu rất là kỷ niệm, mặc dù rằng mà mình nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện để có thể mình nhắc nhở bản thân mình đó, lúc nào cũng phải nghĩ đến mẹ mình. Bởi vì Vũ cũng lo sự nghiệp sau này, lo đi diễn viên, đóng phim, model, nhưng mà bây giờ cũng làm ăn thêm để ở gần của mẹ mình hơn. Nó như kinh doanh buôn bán. Mà trước mẹ và con thì tách rời ra, mẹ đi làm. Dạ, mà anh Vũ ở đây luôn, anh Vũ thôi. Anh Vũ lên kênh YouTube của em nè, anh Vũ. Anh Huy vô luôn nha. Đó, bây giờ là đó mọi người, đây ba anh em nha. Anh Du nè, anh Vũ nè, anh Huy, đây là ba anh em để mà mở một cái tiệm phở để mà cho mẹ. Đó thì mong tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè mình coi kênh YouTube của anh Du nè, cũng như là YouTube của cô gái Biên Kiên hay là tất cả các mạng xã hội đó. Anh chị em mình nhớ like và subscribe, đăng ký, chia sẻ cho ba anh nha. Thì bây giờ em hỏi cảm nghĩ của anh Huy thì hôm nay như thế nào anh Huy? Hôm nay thì anh Huy rất vui, thì có cái đếp của cô và mấy bạn bè đã đến đây. Nhiều lần đi ngang cái Biên Kiên lắm nhưng mà đi có một mình nè, không dám nó ngại đi vô để sợ bị chụp lại rồi hỏi tôi thì sợ quá. Cho nên là khi nào có đông đông anh em thì đi cho vui. Và ngày hôm nay là thì mở Gia Lan cũng rất vui để đón tiếp mấy em. Và anh về đây thì anh về cũng 3 tháng rồi, cho nên là mấy anh em cũng đi ăn phở thì cũng nói là tại sao mấy anh em mình cũng có làm gì chung gì đi. Thì cho nên là cũng mới bắt đầu là chuẩn bị ra một cái tiệm phở, cho nên ba anh em cũng vào làm chung luôn. May mắn thì ba anh em cũng hiểu nhau, cho nên là mọi thứ nó cũng suôn sẻ. Cho em hỏi là quán phở này mình mở được bao nhiêu ngày anh? Ngày đây ngày thứ bảy. Ồ, vậy là được một tuần rồi cả nhà. Vậy là quán phở của ba anh là mở được một tuần lễ là 7 ngày rồi. Cho nên là mong là clip này đăng lên nó được mọi người yêu thương, cả nhà đón nhận để mà ủng hộ cho anh Huy cũng như anh Vũ cũng như anh Du, để mà giúp cho ba anh có động lực để mở thêm nhiều chi nhánh ở tất cả các quận, để mà anh có động lực để mà sang qua quốc tế nữa là mở ở Cali đúng không anh? Đó, Cali nha mọi người. Đó, Huy ở Cali là cả nhà ơi. Đó, thì kế tiếp bây giờ là anh Vũ đi ha. Thì sao anh Vũ, bây giờ anh Vũ có đôi lời tâm sự với em, anh cứ cởi mở anh cứ tâm sự thì không sao đâu anh. Đợi thêm một cái đi. Ê, cái này cỡ nút rồi anh. Cái này là cỡ nút luôn rồi. Dạ đồ thoải mái đi anh. Trời ơi, khác quá. Mọi đồ đó. Mọi đồ của lòng em. Hôm nay thì Vũ Hương và ba bạn đó đến đây. Thì Vũ cũng rất là vui. Mình vui là nhất là mình cũng từng xem lên Vũ Hương với mọi người. Thì thấy mọi người vui quá mà mình chưa có cơ hội tiếp xúc. Mấy lần anh có chung chung cũng có cái lợi bữa nào bao đang cái Biên Kiên. Có lúc hai cái đang chạy tới rồi thì có nhắc Vũ Hương là Vũ Hương không có ở đó. Thì cái không lúc đó cũng tính ghé mà trời mưa. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cái hôm nay nghe anh vô nó hôm qua thì nó hôm nay nó là vô để có Vũ Hương né mặc đồ đẹp đi. Bình thường á là mặc quần sọt áo thun thôi, thì tháo bụng quần bình thường thôi. Trời, em thích anh bụng rễ cả bụng quần sọt với áo sách đất ba lỗ thôi. Trời ơi, em đi sai ngày. Hồi giờ tối nay anh ở đâu? Tối nay anh ở đây đúng không? Em gặp lại nha. Không, tối nay anh vào quán cái Biên Kiên luôn. Ôi trời ơi, thì là tối nay anh qua em luôn. Đấy chứ là, thì bây giờ là như là anh mong muốn là mình sẽ như là quán phở của mình sẽ mở bên Cali rồi này kia đúng không anh? Nhân rộng nhiều. Dạ đúng rồi. Đang muốn là nhân rộng của Việt Nam. Dạ. Muốn có Cali thì có bốn người bên Cali. Dạ. Có vô cũng hay đi kiểu thường. Thì cũng đang muốn làm chiếc tàu qua Mỹ. Ba anh em rất là hợp nhau. Chơi với nhau cũng rất là 60 năm rồi. Dạ. Thì anh như là anh lớn, anh lớn cũng đủ. Thì anh lớn của mình thì rất là thương mình. Tại sao mình lại không có cái gì để mà mấy em thành anh Du. Anh Du rất là tin tưởng. Anh Du rất là tin tưởng Vũ. Và bố mình cũng vậy, cái sự tin tưởng nó mới đi xa được. Dạ. Rất là hạnh phúc, thì có một quán phở mẹ được về đây, mẹ đỡ cực lắm. Tại vì mẹ với Vũ là cách xa nhau rất là dài, là bởi vì Vũ đi làm nghệ thuật, mẹ đi làm công cho người ta mà làm suốt 30 năm. Từ khi mới đẻ ra 2 tuổi là đã rời khỏi Bến Tre. Là đi lên đây, Vũ ở quê học hành cho đến 18 tuổi mới lên đây. 18 tuổi. Đến 18 tuổi thì Vũ mới được lên Sài Gòn gặp mẹ ở quán phở. Thì
thì lúc đó thì phải nghĩ là thôi mẹ đi làm đi con, cũng nên là hành trình con thử nghiệm nên là đi làm ăn gì đó, thì cũng bắt đầu có làm ăn, rồi sau đó làm ăn lấy nhỏ thôi, rồi sau đó đi họ học diễn viên rồi đập phim rồi mua đồ này nọ. Dạ. Giờ mới bắt đầu chính thức là Vũ muốn đưa mẹ về để hai mẹ con ở chung với nhau, gần gũi với nhau, tối ngủ chung với nhau, tại vì thói quen của Vũ là sáng ngày nào mẹ cũng hôn một cái. Wow. Mẹ không có được gần gũi thì mẹ chỉ hôn qua bên cái con thôi. Dạ. Đi mẹ đi làm từ sáng 6 giờ sáng tới dậy cho đến 11 giờ đêm là mẹ đi lên giường ngủ, là không có thời gian gặp nhau. Dạ. Lâu lâu Vũ mới được đến thăm mẹ thôi. Dạ. Thì cái đó anh cảm động và anh nghĩ là anh sẽ mở một cái tiệm cùng với ba anh em để cho Vũ có cơ hội được đến. Cảm ơn anh, thì anh chỉ dạ. đủ sức để mà làm ăn đâu, tại vì anh còn tập trung với ca hát lắm. Dạ. Nhưng mà nhờ có hai anh em này dạ. anh có động lực anh mở ra. Thì cảm ơn anh Vũ nè, cảm ơn anh Du nè, anh Vũ nè, với lại anh Huy. Đó thì cảm ơn mấy anh đã chia sẻ để tất cả mọi người đều hiểu. Thì cho em hỏi là tại sao quán phở mình không đặt tên là ba anh em mà mình đặt tên là Giả Lan vậy anh? Một cái tên Giả Lan ha. Đúng rồi. Giả Lan cái tên đó là do ba tên chọn. À. Cái lúc đầu tiên đi làm nghề á, cái họ là làm giả, không giả, giả. Thì nói với người ta, ai cũng thấy một cái tên giả tạo á, người ta lúc đầu người ta sẽ không nhớ đâu, người ta nhớ rồi người ta sẽ nhớ luôn. Dạ. Thì mình thấy cái giả mình nó hay. Rồi Lan là mẹ nữa. Ồ. Đó, thì muốn cái tên nó học công, tại vì thấy quán sẽ có hết, nó cũng hơi cổ cổ và cái hiện đại, nó giống là xen lẫn với nhau. Dạ. Nhưng mà lúc đó cũng hỏi với anh Du, với ông Huy thì cũng đồng ý. Dạ. Thì cũng có coi cái phong thủy á, dạ. thì được 8 điểm. Ok, dạ. Thì cái đầu tiên là, thì dạ, cảm ơn, chúc mừng mấy anh nghe. Dạ, thì cái đầu tiên thì em xin thay mặt nhóm em gửi lời chúc sức khỏe tới ba anh với lại mẹ, là chúc mẹ với lại ba anh được sức khỏe nè. Cái nhất, cái thứ hai là mình sẽ thành công hơn nữa và được khi mà clip đăng lên được mọi người yêu thương, cô dì chú bác đó, mình sẽ ghé ủng hộ nhiều thật là nhiều để cho mấy anh có động lực để mở tất cả các quận và sang qua bên Cali luôn. Đó, bên Việt Nam lẫn quốc tế. Cảm ơn mấy anh nghe. Biết là hành trình rất là cực nhưng mà cố gắng tại vì đây cũng là tâm huyết của Vũ. Nhưng mà mình thì cũng thích làm ăn, nhưng mà đối với cái ẩm thực về phở thì mình rất là mê. Dạ. Nói chung cũng gọn, nhưng mà cái quan trọng là đặt hết cái tâm để mà nấu cái phở mới là cái quan trọng. Đúng rồi. Đơn đúng. Giản nhưng mà đâu phải ai cũng làm được. Dạ, dạ. Cảm ơn Vũ nghe. Cảm ơn. Đây là kênh của Huy Family. Dạ. Huy có kênh YouTube cho nên mọi người bên Mỹ cũng coi nhiều lắm. Và đây là Phương Phương nha, Madrid cũng Phương. Dạ. Mọi người có book show bên Mỹ thì hãy liên lạc với Huy. Huy sẽ làm giấy tờ cho mấy bạn đi. Ôi, nổi da gà luôn cả nhà ơi. Ôi. Bên Mỹ đang cũng quen nhiều người một show và cũng book show cho ca sĩ. Dạ. Dạ, cảm ơn Huy, cảm ơn Du, cũng như cảm ơn Vũ, cảm ơn ba anh rất là nhiều nha. Và bây giờ là kết thúc clip thì mà đến Vũ Đô Phương với lại tất cả các anh gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân với tất cả mọi người. Mong cả nhà coi clip vui vẻ, cả nhà hãy chừa bụng đói đến quán phở để mà ăn trải nghiệm nha cả nhà nha. Dạ, địa chỉ 209 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Tạm biệt mọi người. Hát đi, hát cái gì đó. Ở đây bây giờ phải hát đi. Đúng rồi, phải hát đi. Hôm nay là một cái ngày rất là vui khi chào đón các em chủ cổ ngọc của mình. Có đất Vũ Thu Phương, Sơn Lai Ca. Sơn Lai Ca hả? Quên mất cái tên. Sơn Ca Lai, Sơn Ca Lai và hai bạn. Hoàng Long, xin lễ nào, xin lễ. Và hôm nay đến tiệm của mình ăn phở, đúng lúc có cái dù hôm nay cũng có đi hát, cho nên là sẽ có mặt ở tiệm phở mình quậy đến mình. Và mong rằng tất cả mọi người hãy quan tâm đến tiệm phở nhà mình nha. Hát lễ chính Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Trò chơi ta mơ. Yêu em say đắm, người ơi người hỡi, hãy đến với
chỉ là một lần rồi thôi. Sao người vội xa, sao em vội quên, sao em vội quên. Hey. Mình nhớ em, một mình người ơi. Dù gì cũng chỉ vậy thôi. Cố quên niềm đau, bất thường ngày sau. Trọn đời ta ơi, lên vội vã. Hey, 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 ta say đắm bên nhau, hey. Rời mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu em đậm sâu, hey. Yêu em đậm sâu, yêu em dài lâu. Người ơi người ơi. Sao em vội đi, sao em vội đi. Ngày mai, một mình nhớ em, một mình ngồi buồn. Dù biết chỉ là một lần rồi thôi. Sao em rồi ra đi, sao đánh chia lệ.
Tiệm phở Gia Lan xin hân hạnh phục vụ quý khách tại 209 đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bye bye.